trứng mình bán vậy đó. À dạ. Rồi hết thì mình hút thêm. Dạ. Chúng ta không nhiễu xuống cái trứng. Trời. Trứng nó đó mới đẹp. Dạ. Khi nó vừa mà cho ngấm nước chút xíu là mình phải vớt ra là nó nở là vừa cộng da cộng mì. Lên cho nó đều, nó thấm dầu á. Dạ. Nó không bị dính mì. Cái tơi cộng mì ra mình thấy không? Anh chị các bạn thân mến, bây giờ là 5 giờ chiều ở quận 5 nha. Mình đang có mặt ở đường Bãi Sậy mọi người ơi. Con đường nó dài từ quận 6 chạy thẳng qua Bãi Sậy là quận 5. Địa chỉ mình đứng đó là 13A1. Mọi người chỉ cần cái 13 ra, 13 là ra Bãi Sậy phường 13 quận 5. Có số điện thoại luôn kìa. Mình không biết sao là mình kiếm ở trên Google Maps á, mình kiếm phường 13 nó không ra, nó ra phường 11. À, mọi người cứ chạy cái đường Bãi Sậy nó dài xuống là ra. Cái quán hôm nay mình chia sẻ với mọi người là mì trộn cắt bỏ là trứng lòng đào nha. Bây giờ là 5 giờ và mình thấy quán rất là đông luôn. Hình như quán này mới vừa mở, tại vì mình ở khu quận 5, quận 6 này mình biết rất là nhiều. Thì tối tối á là mình có lướt Facebook, mình thấy quán này vô cùng hấp dẫn luôn. Thì mình qua mình hỏi chị chủ, rất may là chị chủ cũng biết mình, hỗ trợ cho mình quay. Rồi bây giờ mình sẽ vào bên trong. Mọi người tới thì có một chú gửi xe bên đây, cũng an tâm ha. Mãi sạch. Còn mới có 5 giờ thôi mọi người ạ. Gần như là hết màn luôn. Không biết như thế nào để mà vào mình khám phá về cái xe này. Đó. Và giá cả bất thường như thế nào. Ở phía trước thì có một cái menu. Về tham khảo là 30, 35, 40. Tùy chọn tách mở 10.000. Ở bên này là con thấy có một nồi nước súp. Nó có gì trong đây hả cô? Nước súp này là cô nấu từ xương nha. Dạ. Xương ống. Có xương ở dưới không cô? Không, xương con vớt đây nè, xí quách đây. Quách cô để vớt đây rồi. Bỏ phần người ta. Cái xí quách này mình có bán không cô? Có bán chứ. Dạ. Ai ăn thì mình bán. Dạ. Nhưng mà chỉ bán rẻ cho khách ăn thôi. Dạ. Hồ mì là ở đây. Đây. Dạ. Hồ mì đây mình không có trộn trước hả cô? À, khi nào khách ăn là mình trộn ở đây. Trộn cho nó nóng. Dạ, rồi. Đây là nồi nước mình trộn mì. Trộn riêng mì biết. Rau thôi. Rau thôi. Dạ rồi. Em không mời dạ. Cô hỏi những cái thứ dạ. Mình cần dùng á. Dạ. Ủa, một phần của mình là đầy đủ hết trong cái nồi đó luôn hả cô? À, một phần của mình là đầy đủ da heo, cà hủ, cái nọ nè. Cải trắng. Dạ. Hầm lấy nước cho thơm và ngọt. Wow. Một phần ở đây giá như thế nào? Tại cô thấy có nhiều thành phần trên đây quá. Của cô ở đây mình bình dân nhất là 30. 30 là mình là cái gì hả cô? Bánh gì chả cá, dạ. Trứng và bò viên, dạ. Cà hủ. Có trứng lòng đào hả cô? À, 30. Dạ, 30. Rồi. Là có bò viên luôn? Có bò viên. Rồi. Còn ở trên đây thì sao cô? Ở trên này là giống như xá xíu là ai khách ăn thêm. Dạ. Có nhu cầu thêm thì mình sẽ bỏ vào cho khách. Dạ. Cứ dạ. Thi một phần nghĩa là thêm bao nhiêu tiền? Một phần xá xíu là 10.000. À dạ rồi. Còn những cái thứ này là hải sản, à. Tôm, mực và bò. Bò đây. À, dạ. Nếu mà hải sản là bao nhiêu cô? Hải sản là giá 40. Bò là nguyên cái mặt. Nếu mà thêm trứng thì là 45. Dạ, còn rồi. Không ăn trứng thì là 40. Dạ, cảm ơn cô làm cho khách đi cô. Một phần tất cả trứng lòng đào ăn về nha. Ủa, ở đây, ngoài đây con thấy có còn một cái... Đây, hành phi. Dạ. Wow. Một phần tách mỡ luôn mọi người ơi. Hình như là một số phần mỡ được dạ. Mì trộn hành phi tách mỡ là 10.000 hả con? Đó, mì thêm á. Dạ, 10.000 là thêm mọi người. Để mọi người xe của cô đem về cho khách. 35 nha em. Mình đem về có phụ thu tiền hộp này không cô? Hộp có. Dạ. Phụ thu là 5.000. Dạ. Dạ. À mình chọn mình bỏ vô thùng mà cho nó nóng hết con. Dạ. Mà mình chỉ là một chút thôi nha. Dạ. Không, mình không cần nhiều. Dạ. Nhiều cũng không ngon. Dạ. Dù mình bán tới đâu không kịp thì mình chụm vô mình để trong đó. Dạ. Cái này là còn mình chọn nè. Dạ. Còn mình nó rất dạ.
nhiều khi mình trộn không kịp rồi mình phải trộn mới để khách đợi lâu. Mà trộn nhiều quá thì nó nguội. Nguội thì dạ. Mình trộn tới đâu mình bán tới đó, dạ. Đây là phần mà đem về. Ở đây là mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ hả cô? 3 giờ cô bán. 3 giờ. Dạ. 3 giờ cô mở cửa tới 10 giờ. Dạ. 3 giờ tới 10 giờ mọi người. Đây có một cái phần trứng lòng đào á. Này, mình chia sẻ cho mọi người coi cô làm trứng lòng đào coi như thế nào nha, cho mọi người tham khảo. Đấy, trứng lòng đào này nhìn mọi người thấy đẹp mắt chưa? Đây cô đang chuẩn bị làm trứng lòng đào. Để mình quay cho mọi người xem. Lần đầu tiên thì mình mới thấy được cái cách người ta làm trứng lòng đào của mọi người. Đùng nóng nước lên. Mình phải đợi cho nó sôi luôn hả cô? Dạ. Nó sôi mình mới có hơi lên nó mới đẹp. Dạ. Trứng. Wow. Trứng là mình. Này là mình gọi là hấp ha chị cô ha. Hấp trứng lòng đào. Thường mình hấp một sửng vậy là khoảng bao lâu hả cô? Đến 5 phút. Dạ. À cũng nhanh ha. Nếu mà mình để hơi lăn chút xíu thì nó bị không ra lòng đào. Dạ. Nó dẻo dẻo. Dạ. 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 Không có đẹp, không có tròn gì á. Dạ. Dạ đúng rồi, con thường con đi quay á, con thấy người ta đập cái bỏ vào nước cái thùng nồi nước lèo luôn. Dạ. Nước mình không có. Dạ. Thường quán mình là mình làm một lần một hay là khi mà hết mình làm tiếp hả cô? Thường thường thì hấp bỏ căn bản là bao nhiêu trứng mình bán vậy đó. Dạ. Rồi hết thì mình hấp thêm. Dạ, con thấy cũng nhanh mà ha. Cũng lẹ lắm. Dạ. Nước hầm xương. Dạ. Mình hầm xương quá trời dưới luôn. Cũng cái xương này á, là mình hầm lên mình có bán không? Có xíu ở ngoài kia là dạ, xương ống. Trong này là có hành là bộ là cô chỉ hành xương giá thôi. Dạ. Đó, lấy nước ngọt nè. Dạ. Đó, wow. Nước trong á, cái béo béo này là của tủy đúng không? Dạ. Con thấy rất là ngon. Wow. Khi mà ở ngoài kia hết á là mình sẽ chế vào thêm. Chặt vô thêm. Dạ. Đã đều là xương dạ. Ngon không? Rồi, cảm ơn cô. Thì con đợi cho nó chín cái ngoài cái nữa là xong. Đó mình phải lao nước nhiều. Dạ. Cái nước nó không nhiễu xuống cái trứng. Trời. Trứng nó mới đẹp. Dạ. Kỹ quá hả cô? Nếu mà mình lấy sớm quá thì trứng nó bị gì cô? Bị bể. Dạ. Thì trứng cái chồng trắng á, nó sớm quá thì nó không có đặt được cái chồng trắng. Dạ. Thì cái trứng nó sẽ bị bể. Dạ. Đúng bao nhiêu phút vậy đó. Dạ. Cô lấy ra là trứng ok. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Wow, nó biến đổi liền. Vậy là chín chưa cô? Chưa chín đâu ba. Dạ. Này nãy chị có biến, trong trắng nó còn rung rinh này chứ chưa. Dạ. Nó chưa có được. Dạ, của mình, mỗi lần là cô thấy cô là lao cái nắp mấy lần luôn ha. Lấy một thôi đó ba. Dạ. Sợ nước nó nhiễu xuống, cái dạ, trứng nó ngon. Dạ. Rồi, cô có đầy lại đi cô. Chúng nó rất đẹp. Dạ.
đi thăm nữa. Mình phải làm liên tục đi luôn. Thì là cô phải đứng túc trực ở chỗ này rồi. Làm giúp cũng quen con, mình dạ. canh bao dạ. nhiêu phút vậy? Dạ. Nhưng mà quan trọng cái hơi nước nó đừng đựng cho nó rỉ xuống. Dạ. Mình không dở thì trứng nó không được đẹp. Dạ. Trứng nó không được đẹp. Đó. Ừ. Chín rồi hả cô? Trời ơi, để xem. Dạ. Ồ, nhìn đẹp quá. Giờ là mình đem lên được chưa hay là để cho nó ngủ? Dạ. Còn nguyên vẹn cái trứng luôn. Nó rất là đẹp. Dạ. Bởi hay làm sao cô không biết mà cái sở thích của cô là cô làm vậy. Dạ. Bây giờ nó ngồi rồi, mình sẽ đem lên, mình em lên trước luôn hả cô? Dạ. Dạ. Chén cô nhìn cũng đẹp. Dạ. Đừng có đậy lên nha con. Giờ mình sẽ đem lên đây mình dứt ra. Đây là để trứng lòng đào. Trứng lòng đào nhìn đẹp quá chừng luôn. Như một cái bánh đó coi. Bánh thì bánh bèo đó. Dạ. Y chang bánh bèo luôn. Wow. Cái mâm này là người thao. Rồi, cảm ơn cô. Mỗi lần mình trụng là như đó thôi. Mỗi lần mình trụng là một dạ. phần. Này mình cũng không được để nó nở quá. Dạ. Khi nó vừa mà cho ngấm nước chút xíu là mình phải dớt ra là nó nở là vừa cũng da cũng dạ. mình. Mình cũng phải canh thời gian. Nó chưa chín thì nó cũng bị sượng. À, bị sượng mà. Dạ. Mà nhiều khi nó chín quá thì nó rụt luôn. Rụt luôn nó nở thùng mì. Dạ. Còn đầu cũng... hành này là cô bỏ cho mình nước đen giống vậy nè. À dạ, dạ rồi, à. Đầu hành. Wow. Mình thấy nhỏ gọn nhưng mà sạch sẽ. Bây giờ là mình vớt được rồi đó. Dạ. Trộn đều lên. Dạ. Này quán mình chắc trứng lòng đào tiêu thụ nhiều hơn những cái loại khác hơn không? À, nó tương đương với nhau. Dạ. 50-50. Dạ. Mình có cho vào luôn không cô hay là để nguội? Để cho nó ráo nước chút xíu.
Dạ. Để cho ráo nước mình mới cho vào. Dạ. Tính ra coi làm cũng kỹ ghê. Dạ. Cái dầu đó là mình làm gì cũng. Dạ. Cái dầu này cô phi tỏi. Dạ. Cái dầu này là của cô làm luôn. À, cô ở nhà làm cô phi tỏi để mình rưới vô mì cho nó tơi con mì ra, nó không bị dính và nó thơm khi mình ăn cũng thơm. Dạ. Cô là cô ở đâu ha? Miền Tây hay là miền Trung? Cô hả? Cô là dân miền Tây. Miền Tây, dạ. Cô sống nhỏ gốc gác vậy thôi chứ. Dạ. Nhưng mà cô ở đây nhỏ lớn mà. Dạ. Quê quán cô dòng cô nó ngọt ngọt từ nghĩa miền Tây. Dạ. Giờ mình sắp lên cho nó. Dạ. Đều nó thấm dầu á. Dạ. Nó không bị dính mì. Wow. Nó sẽ tơi cùng mì ra, thấy không? Nhiều khi trụng mì cũng phải có người thật đó cô. Trụng mì thôi mình thấy cũng phải có cách mọi người ơi. Đó, nó tơi tơi ra là ok rồi. Dạ. Wow. Wow, hay. Chờ một xíu người ngủ mình đang đây. Nhưng mà đừng để ngủ quá nha. Dạ. Mình phải để cho nó vậy đó. Dạ. Mình bỏ vô đây thì nó để nắp lại thì nó vẫn còn cái hơi nóng của mì. Dạ. Nhưng mà nó cũng không quá nhiều hả cô? Không quá nhiều. Vừa. Đó. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn nha con. Cái phần mì trong thùng á là cô trụng sẵn. Số lượng ít, bây giờ là trụng mới ở ngoài đây. Trứng lòng đào là 30 đúng không cô? Trứng lòng đào 1 trứng 5 ngàn. Dạ. Trứng lòng đào 3 ngàn. Dạ. Cô về á con? Dạ cô về cô. Dạ cô chút xíu nha. Này cô đang làm trộn phần gì ha? Anh cô đang trộn mì, đang phần mì trộn hết sợ. Dạ. Anh cô về mấy phần? Ba mấy phần? Sót thơm ghê luôn. Cái này là xe tới hả cô? Xe tới, và nếu mình trộn mì á con. Dạ. Có hộp đi. Có hộp, hộp đi. Hộp đâu, hộp đâu? Hộp đâu dưới, nó có hộp đâu. Hồi đó mình lấy có con tôm này hả cô? Hay là phần xá xíu con? Dạ. Xá xíu là mình. Xá xíu. Số 1 cái gì trên ơi? Hả? Cái này là phần số 2 đúng không? Lòng đào. Cái này xá xíu cái lòng đào của em gái ngồi đây. Còn phần số 2 này ở trong bên về nè. Xá xíu là 35 hả chị? Xá xíu là 35. Mang về là 40. Dạ. Yeah.
Rồi mình sẽ xíu hai hộp đâu. Với em dám ở đây nó có dư. À thôi như hai hộp một cái chín cái không gì. Rồi cái này của em dám có chín à. Sạch xíu. Mua đem về thì có cái hộp á, mình thêm 5.000. Tép mỡ là phần nào cũng có hết luôn. Đúng rồi, dạ. Về chủ đạo của mình là tép mỡ và bò viên. Tép mỡ thì chính là nào? Dạ. Thơm ơi luôn. Ở đâu đây? Ba phần số 1 của em gái ở chồng. Đây là nước súp có trứng lòng đào hả cô? Lòng đào. Đào là con thấy có chả luôn. Cái này là mình một phần 30.000. Dạ, 30.000. À, trứng lòng đào có chả, có bò viên. Dạ, chả cá chiên. Có con dao đó. Mình đang để món ăn mọi người. Không gian ngồi rất là thoải mái, sạch sẽ luôn. Đó, chú quay quay coi tôi đi học bài đó. Rồi mọi người ơi, đây mình kêu hai phần. Một phần trứng lòng đào, một phần hải sản 40 và 30 trứng lòng đào của mình đây. Đó, mình thấy cái cách mà làm trứng lòng đào đây hay lắm nha. Như cái bánh. Ôi tròn vo luôn nè. Đó, người xem lại cần chị chủ đây làm rất là hay. Trời ơi, đây cho nó hấp dẫn nè. Có, mình thấy có miếng đậu hũ nè, có củ cải trắng nè, da heo nè. Ô, mình không biết là mình quay chị có cho nhiều không, chứ mình thấy đó, người ăn ở đây để là bình luận nha, được hai miếng. Còn bò viên. Rồi mỗi phần đều có một con tôm. Đó, 30 mọi người. Ồ. Mình thấy giá 30 ở quận 5 này là quá hợp lý luôn. Ngoài ra còn có phần mì trộn, chất mỡ, dùng cập cập. Có một miếng cải, cái trục. Mì thì nếu mà mọi người ăn mạnh chắc có thể kêu thêm á. Như nhiều đây thì mình thấy cũng hơi ít mọi người. Tôi thử mình ăn hết này còn no không? Đó, như đây nè. Cốp cốp luôn. Còn đây là phần hải sản nè. Hải sản thì riêng phần mì thì giống nhau nè mọi người. Cái phần mì trộn thì giống nhau, có tép mỡ, có hành phi, có cải. Rồi đây. Còn về hải sản thì có bò. Có thêm bò, thêm mực thôi. Thì thôi, 40.000. À. Đây còn mấy miếng da heo. Một miếng da heo. À, vậy chắc miếng này là cô cho nhiều, của mình rồi cô cho nhiều hơn một xíu á.
chứ thường là một miếng da heo thôi. Rồi bây giờ là mình sẽ quên nữa. Ở trên bàn thì không có tương ớt cho mọi người xịt vào. Thay vào đó thì chị chủ sẽ có một cái chung như thế này. Sa tế trộn với tương ớt. Mình thử cái vị của quán làm cái mì trộn qua như thế nào. Kỳ ghê không? Xe mì nè. Tơi rời ra. Đó. Hầu như là nó không bị dính vào. Có cách hết đó mọi người, mình xem lại nha. Để mình thử coi. Cái vị á, cái vị nước sốt nó thấm vào cái xe mì. Mọi người thấy bóng bóng. Vị nó vừa thôi. Mình thì mình muốn ăn cay thêm xíu nữa. Để mình thử nguyên tắc mỡ đó đi. Không phải giòn rụm. Nó giòn cái gì giòn tan trong miệng mình á. Nó không bị sượng. Trời ơi, tắc mỡ xuống chắc luôn á. Có đi mì hết nha. Đó, mọi người thấy thế nào thì để lại phần là bên dưới comment đây. Kiểu như cái vị này ai ăn đậm hơn, ai ăn cay hơn thì phải cho thêm. Chứ cơ về cơ bản thì nó là thấm rồi. Đi có cay lắm không? Đó. Ở quận 5, quận 6 thì lúc trước mình quay cái mì trộn siêu cay Úc Tiêu mọi người. Ở như là hẻm đường Hậu Giang, mọi người chào vào trong nha. Đường Hậu Giang mọi người chào vào trong hẻm. Rồi, thử thức. Wow. Thơm mới luôn. Nước sốt thơm. Cay cay. Vị xả nồng là rất rõ. Mình chọt vào coi cái trứng lông đào coi như thế nào. À, nó không có tan chảy ra lắm. Đó, mình sẽ lấy miếng trứng lông đào này. Mình vừa với nước sốt đây. Sốt nào thơm nồng cay. Chị đầu bếp là người miền Tây mọi người. Nên cái vị á, tôi nói đậm đà của vị người miền Tây. Tròn vàng có trứng không? Giờ mình sẽ chuyển qua nước súp thử coi. Nước súp trong hầm từ xương. Wow. Nước ngọt nha. Không hơi bị lạc đâu. Ngọt. Vừa vị. Ngoài ngọt từ xưa này nó còn ngọt rồi củ cải. Còn tôm thì nó bự bằng ngón tay út thôi. Nó nhỏ hơn ngón tay cái. 30.000 chất lượng ha. Nhìn vào viên tóc đùm. Bộ bia này nữa mà xuất sắc nữa là ok. Rồi, thử nhất. Chắc thịt. Ít hơi ít tiêu xíu. Mình hít bò viên á. Nhiều tiêu xíu cho nó thơm cây nằm tiêu vô. Cũng nằm mùi bò mọi người. Da heo. Còn có chả chiên nữa. Trời quá trời. Thịt có tình. Cho thịt xíu, mình có ớt nhiều xíu.
này mình rất ít gì cần lắm. Mỗi trên bàn đều có một chai tương ớt cho người sạch đặt. Giống như mình ăn cay cay nhiều xíu nữa mà không có tương ớt nè. Mình quên nói mọi người một cái ý rất là hay ở đây á. Được mọi người đưa một ly nước miễn phí nè. Đó, nước Pepsi Coca. Ừ. Nãy ăn một dĩa mình nhìn ra bề ngoài mình tưởng ít ăn cũng no, giờ ăn kèm hay topping đó, nó no căng bụng luôn hai đứa mọi người đấy, đánh luôn nè. Đó. Được cái là miễn phí nước nữa. Mấy cô ở đây thì phục vụ mình thấy là quán đông á, nhưng mà phục vụ rất là dễ thương, nhiệt tình luôn. Anh chị các bạn mình xem thông tin địa chỉ rồi những cái thông tin mình sẽ ghi ở phần bình luận đầu phần 18 video đó, mọi người xem nha. Bây giờ xin mấy bạn gặp lại. Theo mình đánh giá thì đây là một trong những điểm mà nên thử về nếu mọi người có từng bị trộn trứng lòng đạo.